Đấy, con có tí đưa hình cho có con. Khi nào hai anh em kết chung một người không? Chắc cũng có. Trời, nguy hiểm rồi. Nguy hiểm. Hai anh em kết được hai. Chú chơi kỳ với anh em mà ai được lấy hưởng. Đúng rồi. Rồi hai anh em kết chung một người là nguy hiểm rồi. Về lấy chung một vợ là mệt. Không, hai anh em mà lấy chung một người là nguy hiểm á. Rồi có thuyền luôn. Rồi hai anh em lấy chung một người luôn rồi. Trời ơi. Trời. Rồi xong luôn. Hai anh em chung một người. Giờ ai nhường ai? Nói giọng. Ông anh nhường cho ông em. Tôi thêm nói với cô anh. À chú này để nhiều cô lắm. Để hai người mới được cái. Bây giờ một người cái mà tôi thấy cô anh này có cái đại với ông ở bên ngoài rồi đó. Không, bây giờ cái gì cái tình cảm nó phải rõ ràng. Anh em trong nhà mình đùm bọc nhau tình cảm là rõ ràng, đúng không? Nhưng mà riêng cái chuyện tình cảm nó phải không có nhường được. Bây giờ chú thương không? Chú có chấp nhận nhường hay sao như thế nào mà nói cho rõ? Tình cảm không có thể nhập nhằng được. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay một câu chuyện cũng hết sức là đặc biệt, hết sức là thú vị. Hai anh em từ những tỉnh rất xa lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương. Bên này là chú anh, bên này là chú em. Đó, bây giờ cũng gần 1 giờ chiều rồi, anh em vẫn đang tích cực làm chưa xong. Ngày hôm nay có thể là từ sáng giờ mấy chú lại đây mấy chục người rồi, ha. Đó, quá trời đông luôn. Thì hôm nay hai anh em đi tuyển vợ, liệu hai anh em có kết nối được hay không? Thì xin mời mọi người cùng chờ đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây, xin chào hai chú anh chú em nhé. Xin chào các anh. Chào chú. Rồi bây giờ ông anh nói trước hay ông em nói trước? Mới chung hết với tài hết đã. Dạ. Chào ngành nói trước đi. Chú tên gì bao nhiêu tuổi rồi? Chưa hết là chú cho biết chú tên gì bao nhiêu tuổi? Tên Nguyễn Nhân Diệp, 60 tuổi. Nguyễn Minh Hùng có bán nước cốt nhạc ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tên gì? 962. 62. Kiên Giang. Tình trạng hôn nhân gia đình sao chú? Vợ chồng không thấy nói chung. Rồi đó ở dưới Bạc Liêu lên đây cái có được mấy con đá cũng phải bán mẹ cho anh. Vâng, hello. Bán cho anh rồi cái chia con vòng vòng đó cho anh vợ. Bán được nhiều tiền không chú? Cũng ít, 50 công à. Bên Kiên Giang đó kể. Bán rồi chia ra xe, hả? Cho vợ hả? Chia con ở chứ. Hiện tại giờ chú làm gì? Tôi nghiệp là làm việc tự do. Làm việc tự do. Đi kéo tôm mướn rồi cho ta. Sức khỏe mình vẫn còn kéo tôm đồ ok hả chú? Chú còn đỡ đỡ. Đỡ đỡ. Bây giờ mình tìm một nửa thương mình muốn sao nè? Nửa thương độ tuổi bao nhiêu đến bao nhiêu? Tôi lên gần thấy cái cô. Cô nào? Hả? Cô Thiền á. Cô Thiền. Cô Thiền ở Phú Quốc á. Cô đó đẹp, dễ thương á. Với cô Anh á. Trời ơi, sao nhiều vậy? Thì để hai người được người nào lên tới nơi. Chú để hai người luôn, được người nào tính người đó. Vậy chú đâu có thật, phải thương một người nào một người chứ. Rồi, chú để cô Thiền, cô Anh ha. À, tụi con sẽ kết nối sau chú ha. Rồi để hỏi qua chú em tí xíu. Rồi mấy anh em chào chú. Vâng, chào. Chứ hết rồi chú cho biết chú tên gì bao nhiêu tuổi rồi ở đâu? Dạ đầu tiên, lời nói đầu tiên là chúc các anh sang năm mới dồi dào sức khỏe. Chú em này có bụng, có đẹp trai á. Một ngày rồi tốt lành, tốt đẹp. Và gia đình hạnh phúc. Rồi đầu tiên tôi nói ra tôi sinh năm 1964 là tôi 60 tuổi. 60 tuổi. Dạ. Thì tới đây trước 2 năm mà chú lại mới sinh sau 2 năm. Rồi, kết nối yêu thương. Chú chia sẻ chút xíu về tình trạng hôn nhân của mình. Thì tôi đã có chào được bạn không? Dạ có. Dạ xin gửi lời chào cộng đồng mạng thân yêu và một ngày tốt đẹp, gia đình hạnh phúc nhiều.
Nay tôi cũng tự nói bản thân của tôi là tôi cưới vợ thì sau vài năm thì lúc đó là vợ chồng lục đục nhau, mới đổ vỡ nhau ra. Khi nhỏ, thằng nhỏ nó có một đứa con trai, thằng nhỏ nó lớn lên, trong khi từ nhỏ đến lớn là tôi bỏ tiền ra tôi cho con tôi ăn học cho tới khi lúc mà nó trưởng thành lên đại học, lúc mà ra trường rồi thì lúc đó là cái mùa dịch, thì nói chung là tôi cũng nằm một mình thì cũng cô đơn quá. Qua cái vụ Tết này tôi cũng quyết định là ly dị, là xong rồi mùa dịch là tôi mới ly dị. Thì lúc đó kết thúc, trong cái thời gian đó từ lúc mà tôi nuôi thằng nhỏ lớn lên, bỏ tiền ra nuôi thằng nhỏ lớn lên, trong thời gian nó chỉ muốn làm một cái câu cô xin lỗi là tôi về với cô, nhưng mà cô không nói một cái gì hết, buộc tôi phải ly dị với cô là lúc đó là không tiếng nói chung. Thì tôi mong rằng á, tôi lên đây thì mấy cô hay là gì á đồng lòng với tôi thì tôi kết bạn với, có thể làm trăm năm hay là các bạn Zalo cũng được. Rồi hiện tại thì chú đang ở đâu? Tôi lấy vợ thì ở quận Gia Dấp, Hóc Môn. Rồi tôi lên làm ở Gia Dấp. Hiện tại bây giờ là tôi làm tài xế. Thì nói chung là cái gì nó mất cũng mất hết rồi. Thì thôi, có nhờ được ông bạn này, ông thương thì ông cho ở làm cái phòng gym. Thì nương tựa cái phòng gym, nói chung là làm kỹ thuật trong đó là bảo trì. Thì ban ngày thì chạy xe, ban tối về thì cho cái chỗ đó ngủ, đỡ phải tiền. Mà coi như là mình cho. Cũng không có nhà luôn hả chú? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình cưới vợ về mình ở trọ hay là mình muốn theo người phụ nữ mình sống luôn, theo bên vợ mình sống luôn? Dạ cô nào thương thì mình cũng theo bên vợ luôn. Dạ. Hứa là sẽ giúp cho cô cuộc đời sau này. Dạ. Cô luôn nắm tay nhau thật chặt để mà đi tới hết cuộc đời. Rồi, con hỏi chú Anh tí xíu. Vậy là mình muốn lấy vợ về mình cũng ở bên vợ luôn hả chú? Hay là được rồi, mình ở rễ luôn mẹ. Ở rễ luôn. Nghèo mẹ quá. Dạ nghèo quá hả? Bắt đất đai nhà cửa bán hết rồi. Bây giờ đi ở rễ. Giờ được rồi, mình ở rễ. Mình với cùng chung mình làm với vợ con. Rồi hai anh em đi ở rễ hết trơn luôn rồi, bà già bà buồn không? Anh đi bán riêng mà. Nói chung là bà cụ mới cả ông già là mất từ lâu lâu rồi, bà cụ mới mất đây, còn ông cụ thì lúc mà mình chưa biết chí khôn, không biết là cha mình chết từ lúc nào, đó là trước năm 71. Rồi bây giờ chú Anh làm từ đó giờ có dành dụm chút ít nào để cưới vợ không? Có chút đỉnh nè. Quyết định bao nhiêu? Được bao nhiêu? Nhiều chưa? Nhiều chục triệu à. Trời ơi, vậy cũng được rồi, vậy chục triệu cưới vợ cũng được rồi. Chú em sao? Chú em làm công việc ổn định để dành dụm được nhiều không? Dạ, cũng vậy thôi, cũng tích tích vậy. Ông Anh á, là ông kết cô Thuyền với lại cô Hoàng Oanh ở Tây Ninh. Còn chú em thì kết tai chưa? Dạ, có tí đường hình cho có con. Khi nào hai anh em kết chung một người không? Cũng có. Trời, nguy hiểm rồi. Rồi. Nguy hiểm. Hai anh em kết được hai. Chú chơi kỳ vậy, anh em ai được lấy hưởng. Đúng rồi. Rồi hai anh em kết chung một người là nguy hiểm rồi. Về lấy chung một vợ là mệt. Không, hai anh em mà lấy chung một người là nguy hiểm á. Rồi có Thuyền luôn. Rồi, hai anh em lấy chung một người luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cái này là muốn rồi. Rồi xong luôn. Hai anh em chung một người. Như ai nhường ai? Nói giọng. Ông Anh nhường cho ông em. Tôi thêm nói với cô Anh. À chú này để nhiều cô lắm. Để hai người mới được chứ. Bây giờ một người cái mà tôi thấy quanh này có cái đại với ông ở bên ngoài rồi đó. Không, bây giờ cái gì cả tình cảm nó phải rõ ràng, anh em trong nhà mình đùm bọc nhau tình cảm là rõ ràng đúng không? Nhưng mà riêng cái chuyện tình cảm nó phải không có nhường được. Bây giờ chú thương không, chú có chấp nhận nhường hay sao, như thế nào mà nói cho rõ, tình cảm không có thể nhập nhằng được. Đúng rồi, em đi chung đi nhường cho ổng đi.
Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Mình làm ăn mà. Dạ, cảm ơn anh ạ. Đó, bắt tay anh cái. Cảm ơn. Đó, hai anh em đồng cam cộng khổ ha. Dạ. Nói chung là ông anh không nhường rồi. Thì hôm nay là chú lên đây, chú muốn là tôi đó là tôi bên kinh kia tôi chấm ở đó là Châu Nguyễn nó có chồng rồi, nó bỏ tới giờ đó. Bây giờ chú lên đây là chú chia sẻ. Chú chia sẻ chút xíu về bản thân mình. Chú em chia sẻ trước đi. Tính cách tính tình mình sao? Thì nói chung là mình sanh con ra mình tạo ra thì mình phải lo cho nó. Cho nó từ khi lúc mà nó trưởng thành rồi thì lúc đó là mình mới kết thúc với gia đình nhà mình. Thì cái đó là cái công sao. Còn chỉ vì chữ hiếu là tôi lập gia đình cho một cái cô đó. Rồi sau tới đổ bể ra. Thì là tôi có hiếu với mẹ tôi không? Chắc chắn tôi phải có. Thì cộng hai cái vào với nhau thì nó có cái tình cái nghĩa. Nó có tình và cái nghĩa. Còn sau này á, nếu mà kết đôi được bạn nào á, thì tôi xin hứa là nắm tay cô chắc chắn cho tới cuộc đời cuối cùng. Nhưng mà bây giờ chia sẻ cái tính cách là tính tình của mình sao? Chú có nóng tính không? Cọc tính không? Hôm cũng hơi bị trầm tí mà. Thì cũng nói câu nói của mình ra, thí dụ như mà cặp với nhau về với nhau được rồi thì câu nói con nghe thì mới là tốt. Còn mà thì ưa cái tình ưa giận lắm nhưng mà cái điều nó cũng bỏ qua hết à. Còn cái gì á bản thân kia thì thẳng tính lắm, nói là phải làm, còn không nói là không làm được, là người ta nói mình là sai. Dạ ông anh, ông nhường lại cho chú cái cô đó rồi chú có lời nào cảm ơn với ông anh không? Có, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chú. Dạ. Còn chú người ta chú phải lo đó anh đâu. Dạ không, cái này là em mới kết bạn thôi. Hay không về chung nhà luôn. Còn cô nó có thương á là chờ một thời gian nữa. Chờ cái duyên nữa. Dạ, ha. Chờ cái duyên ạ. Quá đã luôn, hôm nay vui hay chú ha. Bây giờ chú anh chia sẻ về tính cách tính tình của chú làm sao? Tôi giống như đem hòa đồng vui lắm. Vui vẻ ha. Thằng Tom ở dưới Bạc Liêu vậy mà ở vậy là như vậy. Anh em tới giận vẫn về dưới gặp vẫn còn vui vẻ nào à. Mình nhậu nhiều không? Cọc tính gì không? Nhậu rồi. Nghỉ luôn hả? Nhậu hết nổi hả chú? Giờ cà phê rồi uống đỉnh ngủ nghỉ nhậu rồi. Sao vậy? Tướng chú còn phong độ cao ráo đẹp trai mà. Nó uống thấy ngày đó uống người hiểu. Đi chơi có nên này mình đâu ai lo mình đâu, mình uống nhiều. Máy móc đầu từ lúc giờ là còn hoạt động chú hay là nằm im? Còn ngon lắm. Ngon lắm mà. Bút mực sao? Bút còn nhiều mực không chú? Đó. Thôi được rồi. Đó, rồi. Một bút còn mực nhiều không chú? Không hiểu. Đi nhà trọ thường thường không biết sao. Dù là sao? Tôi đi thường thường nhà trọ. Tôi đi nhà trọ làm gì? Đi chơi ấy. À đi ăn bánh chả tiền hả? Không, đi chơi. Trời ơi, còn chú em sao, sức khỏe sao? Tốt. Nhưng mà điều không có cái đó là mình không có đi đây đâu hết á. Hàng máy móc còn zin. Dạ, còn zin từ hồi bỏ giờ thích dạ. Nhưng mà từ đó giờ chú cô không tìm hiểu thêm cô nào chị nào nữa à? Chị chắc có, cũng có chứ. Có mà chọc chơi rồi cái mình không có vấn đề là cặp kè. Chọc chơi vậy thôi. Chọc chơi thôi. Hả? Nhưng mà nói chung là cũng có ăn ở với nhau chứ. Không. Không luôn. Không luôn. Chú anh thì từ hồi mà từ lúc giờ có tìm hiểu thêm cô nào chị nào nữa không? Có quen mà cái cô đó ăn nhậu quá. Nhưng mà ăn nhậu quá tôi nghĩ luôn. Sao vậy? Nghĩ là quen luôn. Ăn nhậu bà xỉn bà ngủ thôi có sao đâu. Ăn nhậu bỏ quậy với này kia nữa. Ăn nhậu giờ bỏ quậy hả? Đòi không? Thì tôi mới nghĩ. Trời. Một ngày bà ngày nào bà cũng uống hay sao?
Ngày nào ba cũng nhậu hả? Hay lâu lâu mới nhậu lần? Lâu lâu nhậu lần, chiều mới lại nhậu. Trời ơi. Chừng mình nãy là chơi, chơi chơi lắm. Nhậu xong rồi chán rồi bỏ luôn hả chú? Rồi, thế thì hôm nay hai chú lên đây thì hai ông mà lên cũng rủ nhau đi cũng nói chung là thôi cũng lạ đời đấy. Hai anh em mà lệch nhau có 2 tuổi chú nhỉ? Cũng xem như là anh em đúng không? Lệch nhau có 2 tuổi à? Là sát sát nhau đó. Sát nhau. Dạ. Yeah. Thế thì chú thấy tính cách của ông anh này sao? Thì bây giờ có gia đình rồi thì tách riêng ra mình đâu có biết được cái tính của anh mình. Đâu có, bên em lo. Dạ, cũng được, ông nhường. Ok với chú. Dạ ok. Cuộc sống của anh lo. Cô đó là tôi để lâu lắm đó. Dạ. Cô tí ở nhà không chịu. Còn trước tháng 5 tới giờ đó. Mày mà ở nhà không nói chuyện với nhau sao mà không biết rồi lên đây tự nhiên đụng. Tí ở nhà nói là tôi thích ông đó, ông thích ông. Lên đi lo đổi ra đưa coi laptop đó. Thôi kể đi ha, tùy duyên đi ha. Tùy duyên. Thì hôm nay hai chú lên đây thì anh em ở đây cũng nói chuyện cho nó vui vẻ, hòa đồng thôi chứ không có ý gì ha chú ha, hai chú ha. Ở chú anh chú em thì cũng vất vả lặn lội một quãng đường rất là xa ở đây, anh em sẽ ghi nhận câu chuyện này và sẽ có hướng để giúp cho hai chú tìm được yêu thương của mình và đúng theo cái tâm nguyện của mình chú nhé. Rồi trước khi kết thúc thì cũng xin phép hỏi hai chú là hai chú có cam kết tất cả những thông tin mình chia sẻ là đúng và mình chịu trách nhiệm trước pháp luật với những thông tin mình chia sẻ không? Có. Rồi mình có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết không gỡ xuống ở chú anh? Dạ có. Chú anh đồng ý không? Ok. Rồi đồng ý ha. Rồi bây giờ trước khi kết thúc thì hai anh em có lời nào muốn nhắn gửi tới các chị không? Ai đại diện nói không? Anh nói trước. Rồi. Xong rồi chú có được thì chú hưởng, tôi đi về dưới, gió như này chú làm chú làm. Tôi không biết. Dạ. Mà anh em mình chú gắng lo. Rồi cảm ơn anh. Nếu như anh nhường cho vậy thì tôi cảm ơn mà. Cô đó đó giờ tôi để lâu dữ nữa. Dạ. Nhưng mà là tùy duyên của cô nữa nha, chứ không phải là gặp được đâu anh. Tùy duyên của cô. Thôi được rồi, có gì về anh em tự thảo luận sau. Thì hôm nay trước mắt là chương trình mình cứ thế đã chú ạ. Được không chú? Được. Có gì tí về anh em mình thảo luận nhau sau. Còn gặp nhau ở nhà mà lo gì chú ha. Thôi có gì chú làm anh thì chú cũng thấy chú, ông anh này cũng được đấy. Chưa gì thấy nhường em là thấy cũng ok đó. Ok. Ok năm ngoan đó. Được. Rồi cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi câu chuyện đặc biệt ngày hôm nay. Mọi người hãy để lại những lời bình luận góp ý cho chú anh chú em để có câu chuyện nó góc nhìn nó đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký bấm một chuông để đón xem những video lần sau, xem có ai sẽ lấy được câu thuyền chú anh hay là chú em nhé. Được. Rồi bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Kính chào. Cảm ơn. Uống sao? Cô uống tốt lắm, đỡ được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Ừ. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi là xương sống nó đau, trên dưới đau lắm. Dạ, được cô. Thế uống thế vào nào rồi cô đó. Uống thế nào nghe thế, trên TV ấy, thế nào cô mua hai chai thế này mà uống đỡ lắm. Không, thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở bên hông, ở bên thắt lưng hả? Ồ, thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít à, đau lắm, không ngồi được cơ mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Ồ, bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già còn một tí thôi. Dạ. Chứ không. Thế thì cô không, uống không, được không, mấy chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Ồ, hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Ừ. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Ờ cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không? Ừ, cô còn để cho về em hỏi em đi, em có thì cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Ừ. Dạ rồi. Cô uống tốt cô giới thiệu cho con nhá. Ừ cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì dạ. Đạt 80% bây giờ. Đây là tốt rồi. Vô tư rồi. Dạ dạ rồi chúc mừng cô, vậy là quá tốt nhá. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Yeah.